Ok, trận đơn thứ hai giữa Hà Nội và Bắc Ninh, trận bán kết đồng đội nam toàn quốc. Đập cầu ngoài sân, trận đấu đầu tiên. Điểm 3-1 cho Hồng Tiến của Bắc Ninh. Em tin là Bắc Ninh sẽ thắng thêm trận đơn này. Tiến Tuấn đánh cũng hay nhưng anh Hồng Tiến cũng chả kém. Anh Hồng Tiến đánh ổn định hơn và kinh nghiệm hơn. Hồng dự đoán là như thế. Theo về bản thân Hồng Tiến Tuấn thì về kỹ thuật và độ nhanh thì có thể đánh giá cao hơn Hồng Tiến một chút. Nhưng mà về sự chuẩn xác và sự khéo léo thì Hồng đánh giá Hồng Tiến tốt hơn. Đặc biệt Hồng Tiến cũng là vận động viên thi đấu nhiều năm rồi nên rất có kinh nghiệm. Có vẻ trơn hay sao nhỉ? Có bị hứng lại thêm. Đúng rồi, chính vì huấn luyện viên nói nhiều nên nhiều khi là khiến cho vận động viên tâm lý mọi người ạ. Cơ hội tấn công. Sủi lưới rất hay. Ngoài sân mất rồi. Điểm 4 đều cho Tiến Tuấn. Ok, anh Trần Leon, Quốc Học xem 1 được 6 quả, xem 2 được 10 quả nhá. Anh Tiến Minh. Điểm 4 đều sang đấu thứ nhất, trận đơn 2 giữa Tiến Tuấn và Hồng Tiến. Đấu vẫn trong sân. 5-4 cho Tiến Tuấn. Cầu lỗi từ Tiến Tuấn, điểm 5 đều. Vâng, hai vận động viên Xuân Huy và Phan Anh của đội Bắc Ninh đang ngồi trên hàng ghế của huấn luyện viên để cổ vũ cho Hồng Tiến. 5 đều. Chém cầu rất tốt từ Tiến Tuấn, có vẻ anh Hồng Tiến bị đau chân thì phải. Để cầu rất xa lưới nhưng Tiến Tuấn vẫn có một pha hất cầu tốt. Vâng, vẫn hất cầu rất tốt. Rõ ràng Hồng Tiến đã kê cầu rất lắc rồi. Chém cầu là sở trường của Tiến Tuấn. Những pha chém cầu của Tiến Tuấn rất ảo và Quốc Học cũng phải có lời khen cho điều này. Quốc Học khen Tiến Tuấn với quả chém cầu rất ảo. Quốc Học với Tiến Minh đánh một tiếng trước anh Đức Thọ ơi. Từ Tiến Tuấn, điểm 8-5. Tiến có vẻ đau chân này.
Giờ giờ là hai người. Không ăn được. Quốc Học đánh trận đầu với thêm Nguyễn Phố rồi. Quốc Học làm sao đánh được Tiến Minh hả mọi người? Lên được 10 điểm là may lắm rồi. Thế cầu lôi từ Tiến Tuấn, điểm rút ngắn 6-8 cho Hồng Tiến. Nhìn ông anh quay được bao nhiêu người theo dõi? Mấy triệu, mấy nghìn. Di chuyển rất tốt. Cái cầu lỗi rất đáng tiếc từ Hồng Tiến. Điểm 96 cho Tiến Tuấn. Huấn luyện viên Hà Nội nói quá nhiều. Hồng Tiến có cổ tay cũng rất tốt, cầu trong sân. Điểm rút ngắn 8-9 cho Hồng Tiến. Rất nhanh. Điểm 9 đều cho Hồng Tiến Bắc Ninh, rất hay. Cây cầu rất lắc. Điểm 19 cho Tiến Tuấn Hà Nội trong set đấu thứ nhất. Ok, nửa set đấu thứ nhất giữa Nguyễn Tiến Tuấn của Hà Nội và Hồng Tiến của Bắc Ninh đã trôi qua, điểm đã là 11-9 cho Tiến Tuấn. Đơn ba Thái Bình thắng một set rồi. Set 2 điểm đang là 11-10 cho Bắc Giang. Mười một chín, chúng ta cùng trở lại với trận đấu giữa Tiến Tuấn và phản cầu tốt từ Tiến Tuấn. 12-9. Nhiều khi mình phải đề cao đồng đội mình tí.
Đây, rất cố gắng cầu trong sân. Trong nhiều. 10-12. Rất rõ ràng với chiều cao rất khiêm tốn nhưng Hồng Tiến bật rất cao. Không nghĩ rằng anh lại có thể dứt điểm trong một tình huống cầu với như vậy. Ở ngoài sân. Đó, một tình huống đập cầu tốt của Tiến Tuấn. 13-10 cho Tiến Tuấn. Còn rõ ràng là Tiến Tuấn có lợi thế về sức trẻ cũng như là được ăn tập bài bản trong đội tuyển cầu lông quốc gia từ khi còn bé. Còn Hồng Tiến thì cũng chỉ là nói chung là học đại học thể dục thể thao Từ Sơn thôi, cũng tự đánh phong trào vào lên về lại rất tốt. Nhưng Tiến Tuấn vẫn trả cầu tốt ngoài sân. Điểm rút ngắn 11-13 cho Bắc Ninh. Đúng rồi, anh Kỳ Miễn ơi, bán kết đồng đội nam nha anh ơi. Đội tấn công rất tốt. Điểm rút ngắn 12-13 cho Trần Hồng Tiến. Chưa biết thế nào cả. Động viên Hồng Tiến sinh năm 92, Tiến Tuấn 2001, chênh lệch nhau 9 tuổi. Rồi vẫn trong sân. 14-12. Anh biết thế, anh Tiến đánh vẫn hay mà, đau chân thì đau chân thật, đánh vẫn hay, không phải yếu đâu. Tập tuyển tỉnh thì ăn thua gì đâu, khoa học em, à nhầm Nguyễn Học em. Kia nó tập tuyển quốc gia cơ mà. Mười sáu 12 cho Tiến Tuấn. Cầu lưới rất tự tin. Kê cầu tốt, xoa lưới trượt rồi. Đội điểm 13-16 cho Bắc Ninh trong đội thứ nhất. Kê cầu rất xa lưới. 17-13 cho Tiến Tuấn. Hay lắm Tuấn ơi, cố lên. Chị cầu tốt, cầu ngoài sân. Đội điểm 14-17. Ngoài sân và rất tỉnh táo. Đúng rồi, thế anh ơi, Hà Nội hai đội nam rất mạnh. Nhưng mình không dám hy vọng thì mình làm sao mà thắng được. Cặp đôi Hưng và Đức đánh cũng rất hay. Biết đâu lại phong độ tốt lại thắng được thì sao. Chưa thể nói trước được điều gì cả. Đập cầu rất mạnh. 19-14 cho Tiến Tuấn. Thế anh Đình Nghiệp, đây là vòng trận bán kết đồng đội nam giải đồ cầu lông đồng đội toàn quốc nhanh giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Phía gần màn hình Nguyễn Tiến Tuấn của Hà Nội. Cầu ngoài sân. 15-19. Nói những pha bật lên đập cầu góc trái chém cầu của Tiến Tuấn rất sắc và rất hay. Đéo đâu, tao ngồi ở ngay dưới này này. Ngay chỗ đang hai anh em đang đánh rồi. Được cầu tốt. Trọng tài ngủ gật rồi. Ok, xuống đây, xuống đây. 20-15. Mời các vận động viên thi đấu thành đôi Khánh Thi và Phương Nhiên di chuyển về cuối sân số 2.
rất tốt. 21, 15 giờ Tiến Tuấn trận đấu thứ nhất, và những giây phút cuối cùng, điểm số cuối cùng của trận đấu thứ nhất phải nói là Tiến Tuấn đánh rất chuẩn xác, đánh rất là hay. Công nhận là huấn luyện viên Hà Nội nói nhiều, không biết Tuấn nó nghe theo anh nào không, nhưng mà nói nhiều thế làm gì, thi đấu rồi, đang thi đấu rồi mà đang thi đấu tốt, nói rất là nhiều. Sợ ảnh như thế còn ảnh hưởng đến tâm lý vận động viên đấy. Nếu như xét đấu trước theo Hùng đánh giá thì việc mà huấn luyện viên nói khá nhiều khiến Lê Thanh Lâm tâm lý. Anh là đấu chạy đi nữ Thái Bình đang đánh mời trọng tài ơi. Đấu trên sân số 3, đấu trên sân số 2. Mời tổ trọng tài viên ở ngoài cần trước và sân số 2 của anh thi đấu. Lê Thanh Lâm thua anh Tuấn Anh Bắc Ninh, anh Tuấn Anh Đỗ ơi. Những người tên Tuấn Anh đánh hay quá. Xin chào Nguyễn Văn Long nha em. Hẹn Nguyễn Văn Long chiều mai tại giải sinh viên nha. Rồi trong sân, trong trận đấu thứ hai điểm 1-0 cho Tiến Tuấn Hà Nội. Vì cầu rất tốt, Tiến Tuấn đã không thể kéo lưới qua trong tình huống vừa rồi. Điểm 1 đều cho Bắc Ninh. Ok, Nguyễn Văn Long cổ vũ Bắc Ninh, cố lên đi em. Trận thi đấu tiếp theo thì sân số 2, bảng các đội tuyển nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình. Trận đấu thứ hai, Phương Thúy cũng với trận đội Bắc Giang đối với Phạm Trần Thành rất khó của Thái Bình. Điều hành đấu là chính Tô Hưng trong đánh đau cầu anh Tuấn. Nay Thái Bình thắng đơn 3 mọi người ạ. Đơn 3 Thái Bình thắng, hình như thành tích đối đầu đang là 2-1 nghiêng về phía Thái Bình. Đơn 1 thì Bắc Giang ăn. Hai đơn sau thua, bây giờ đang đánh đôi. Cầu lôi từ Hồng Tiến. Hay quá nhỉ, về quả rất hay, chất lượng vẫn còn. Đồng tiếng bơi rất giỏi. Kết thúc không? Hồng Lào rất khó chịu. Rồi Tiến Tuấn đang làm chủ trận đấu và anh Tiến đang bị cuốn theo rồi. Trận đấu thứ nhất Tiến Tuấn ăn 21-16. Giờ xét đấu thứ hai Tiến Tuấn đang dẫn 4-2. Chưa hài lòng rồi đấy, hài lòng hay của anh con hài lòng nhàn lắm, chưa năm nay tổ chức là chưa này. Hùng Lào rất hay, được cầu vào lưới rồi, 5-2 cho Tiến Tuấn. Có lẽ Tiến Tuấn sẽ có thể thắng trong trận đấu thứ hai này luôn. Tiến Tuấn Hà Nội sinh 2K1 nha Yên Vũ ơi.
Anh Hồng Tiến thì sinh năm 92, hai con rồi. Cao chiếc cao chiếc câu cái câu có căng đâu anh mà thưa nhớ lớn đã rồi sân trong sân điểm thứ nhất 3 năm cho Hồng Tiến. Nhưng đánh giá chung thì trong trận đấu này, trong set đấu này thì Tiến Tuấn vẫn là người chủ động hơn. Anh Tiến phải di chuyển khá nhiều và khá mệt. Kể cầu rất sát ngoài sân, quá tiếc rồi và tình huống cầu hơi 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 của Tiến Tuấn. Ok, xin chào Xì Chun nha, xin chào Tạ Hiếu, chào tất cả mọi người nha. Mọi người hộ ủng hộ bằng Hùng, bằng một chia sẻ đúng không ạ? Có 4 giờ Tiền Tuấn. Anh nhìn mình đập, nó lỡ hết. Trận Tiến Minh với Quốc Hào Hùng không quay lại đâu. Live stream nó khá mờ. Nếu mọi người muốn xem thì có thể xem lại trên live stream nha. Số 3 thôi. Sân số 3, sân số 3 sẽ thi đấu. Thằng kèo đấy. Về trận bán kia cho Bộ Công an ở Thành phố Hồ Chí Minh 3-0, 3 trận đơn đều chiến thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh nha. Tốt. Cầu rất tốt. Để rút ngắn 5-6. Ok, xin chào Đặng Hùng nha, chào tất cả mọi người nha. Mọi người ủng hộ bằng Hùng bằng một live stream đúng không ạ? Buổi tối ngày hôm nay bán kết mà thực sự là hơi thất vọng khi mà rất ít người ủng hộ. Tiến Minh chưa đánh anh. Hơi vội vàng thì Tiến Tuấn đập cầu vào lưới. Đổi điểm 6-7 cho Hồng Tiến Bắc Ninh. Già cầu rồi. Tiến Minh với Quốc Học đánh trận đầu rồi em ơi. Ok, phía Bắc Ninh là Hồng Tiến nha em ơi. Tiên Trần nha. Chém cầu vào lưới. 8-6 cho Tiến Tuấn. Vâng. Hồng Tiến vẫn bị Tiến Tuấn dẫn điểm từ đầu set đấu đến giờ. Đủ các lứa tuổi à? Ừ. Nó gọi là ấy rồi, cứ ông nào đủ sức thì tham gia. Đội nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình điểm đang là 4-4, 5-4 cho Bắc Giang. 8-6 Tiến Tuấn phát cầu, xét đấu thứ nhất thì Tiến Tuấn thắng, non rồi, công thủ được rồi. Anh Tiến cố lên. 9-6 cho Tiến Tuấn. Đánh sao được Tiến Minh em ơi, đánh được một check là hết pin rồi. Check 1 lên được có 6 quả thôi. Check 2 lên được 10 quả. Thế là tốt rồi. Rồi bắt lưới, vô lưới rất hay. Điểm rút ngắn 7-9 cho Hồng Tiến, Hồng Tiến cố lên nào. Sang bằng điểm số nào. Anh Tùng ơi, anh Tùng ơi. Có nhà chị Huyền đang ngồi bóc kia kìa. Lại chụp đây dành cho Tiến Minh rồi. Đâu? Góc kìa. Chê lưới không tốt của Tiến Tuấn, điểm rút ngắn 8-9, liệu Hồng Tiến có thể san bằng điểm số hay không? Đức Dương cẩn thận khoan ngôn nha, không anh chặn phây anh. Yeah.
Tiến lại hỏng cầu rồi. 18 cho Tiến Tuấn. Vẫn thủ được, hay quá nhỉ. Không được rồi. Chân Hồng Tiến bị đau, không chạy kịp. Nửa set đấu thứ hai cũng đã trôi qua. Tương tự set đấu thứ nhất. Điểm đang là 11-8 cho Tiến Tuấn Hà Nội. Bên kia trận đấu giữa Bắc Giang và Thái Bình, trận đôi đầu tiên rất hay. Đó là 8-6 cho Bắc Giang trong trận đấu thứ nhất. Tiến Minh lúc nào cũng đánh 7 giờ nha mọi người muốn xem Tiến Minh đánh vui lòng 7 giờ vào xem ly. Ok, chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu thứ hai, trận đơn thứ năm, trận đơn thứ hai. Nội dung đồng đội nam giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Điểm đang là 11-8 cho Tiến Tuấn Hà Nội tại vượt phía xa màn hình. Thực sự là hôm nay chân của anh Tiến không tốt. Bắc Giang đang dẫn trước Thái Bình ở trận đôi đầu tiên là 17 set đấu thứ nhất nha mọi người. Ba tám cho Tiến Tuấn rồi. Anh Hồng Tiến không theo được rồi. Một lão tướng đánh với một tuyển trẻ quốc gia, tuyển quốc gia. Thực sự là rất khó. Hết rồi. Hay lại còn may, cầu lật lưới từ Tiến Tuấn 14-8 rồi. Khoảng cách 6 điểm rồi, anh Tiến thua rồi. Biết là anh Tiến đang rất cố, có vẻ chân cũng đang rất đau nhưng vẫn đang rất cố gắng, nhưng mà phải nói là Tiến Tuấn sức hay hơn, sức khỏe tốt hơn, kỹ thuật tốt hơn, thể hình tốt hơn. Đội điểm 94 cho Bắc Ninh. Đại cầu lỗi 15-9 cho Tiến Tuấn. Nữ đang nghỉ giải lao mọi người ơi. Đang là 11-9 cho Bắc Giang trong set đấu thứ nhất nha. Đập cầu tốt. Đội điểm 10-15. Đội huấn luyện viên Hà Nội sự nói quá nhiều. Hay quá nhở, rất lan xả. Rồi. Yeah. Một điểm số rất xứng đáng của Hồng Tiến, của nó là bay người như chim, như tia chớp luôn, phản xạ rất nhanh. Chậm lại đi. Hay thật. Đấy đấy, vì lý do tại sao Hồng rất thích anh Hồng Tiến, bởi vì đánh cầu cực kỳ lan xả. Đánh cầu nhiệt tình lan xả hết sức mình, bao giờ cũng vậy. Đó là phong cách của những vận động viên đỉnh cao. Tỷ số đang là 15-11 cho Tiến Tuấn Hà Nội nha anh ơi. Ngoài sân, điểm 12-15 cho Hồng Tiến. An toàn thôi.
Bắc Ninh cố lên. Đấy, đồng đội. Hồng Tiến cố lên. Ai? Tình thế của anh đâu? Rất tự tin về Tiền Tuấn. 62 cho Tiền Tuấn Hà Nội. Trận giải này được tổ chức ở nhà thi đấu của tỉnh Thái Nguyên nha. Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha. Xì Chung. YouTube của em là Sport Hùng Badminton. Sport Hùng Badminton, Badminton Tổ Long ấy. Anh có thể lên YouTube cho em thấy đây nha. Đối điểm 13-16 cho Hồng Tiến. Xin chào Nguyễn Hải nha, xin chào Cao Khánh Linh đến với live stream của anh. Công cầu ngoài sân. Điểm phương án 14-16 cho Hồng Tiến. Bắc Ninh cố lên. Thường thì mọi người sẽ rất thích cổ vũ cho những người yếu hơn. Đây là tâm lý chung. Phản cầu tốt. Hay quá nhờ, rất lan xả, cố lên anh ơi. Hai. Vẫn còn. Tay. Tiến Tuấn và một đường cầu rất hay, rất dằn cọ. Nói là anh Hồng Tiến đánh cực kỳ lan xả. Nói thật, ngay từ lần đầu tiên Hùng xem anh ấy đánh ở Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc, đánh với Thừa Thiên Huế. Lần đầu tiên cũng chả biết ông Hồng Tiến là ông nào cả. Nhưng mà thích thì ngay lần đầu là vì tinh thần thi đấu rất là quyết tâm. Đánh rất là lan xả, đánh hết mình luôn. Các vận động viên trẻ của Việt Nam mà có một tinh thần thi đấu như thế thì dẫn tinh thần thi đấu như thế thì có lẽ là cũng khá nhiều rồi. Mình quan sát thấy rất nhiều các vận động viên trẻ rất có tài năng, rất có ưu thế về thể hình cũng như điều kiện tập luyện. Tuy nhiên nhiều khi tinh thần thi đấu lại rất kém. Lại rất ngược rồi kìa. Ba phía cãi. Hello, cô Linh ơi, em đây ạ. Để em gọi Thùy về nha. Vâng vâng, em biết rồi, em đang live stream quá nhá. Em xin phép nhanh nhá, mai chiều mai đúng không? Vâng vâng. Vâng vâng vâng, ok cô ạ. Hay đấy. Chẳng bỏ chết. Mọi người đánh support Hùng Badminton giúp Hùng nhá. Hùng làm sao mà ghim được vào đây ạ? Kênh YouTube Sport Hùng Badminton nhá. Bắc Ninh đang đánh đây chị Ngọc Huyền ơi. Phía gần màn hình của chúng ta đây vượt Hồng Tiến của Bắc Ninh. Trong trận đấu thứ nhất ở nội dung đơn nam thì Tuấn Anh của Bắc Ninh đã giành chiến thắng trước Lê Thanh Lâm trong vòng 3 set. Ở trận đơn thứ hai thì Tiến Tuấn của Hà Nội đang dẫn trước Hồng Tiến của Bắc Ninh ở set đấu thứ hai với điểm số là 17-5. Trong set đấu thứ nhất thì Tiến Tuấn giành chiến thắng. Cầu ngoài sân, thời điểm 16-17 cho Bắc Ninh. Trận đấu đôi nữ giữa Bắc Giang và Thái Bình bên kia rất căng thẳng. Sẽ đấu thứ nhất trận đấu đôi nữ đầu tiên, điểm đang là 17 đều. Cầu như bom từ Tiến Tuấn, 18-16, Hồng Tiến vẫn chưa thể đuổi kịp điểm số rồi. Hôm nay Hải Đăng không đánh như anh Chi nhé. Đẹp góc rất hay.
Ngon rồi, Tiến Tuấn di chuyển rất nhanh. 19-16 cho Tiến Tuấn. Có lẽ anh Hồng Tiến sẽ không thể vượt qua xếp đấu thứ hai này rồi. Xin chào Quốc Học nhá. Chúc mừng Quốc Học ngày hôm nay đã được thi đấu với anh Nguyễn Tiến Minh. Cảm nhận thế nào em ơi? Mất chân rồi, đau chân rồi. 20-16 cho Tiến Tuấn. Vâng, rất là anh Trần Hồng Tiến Bắc Ninh đã rất cố gắng, tuy chân bị đau và chấn thương nhưng đã rất cố gắng và đánh cầu rất lan xả nhiệt tình. Đây là thành tích đối đầu ở nội dung đồng đội giữa Bắc Ninh và Hà Nội đang là một đều. Trận đấu đơn thứ nhất. Lê Thanh Lâm của Hà Nội gặp Tuấn Anh của Bắc Ninh, chiến thắng cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Trận đấu thứ hai, Hồng Tiến của Bắc Ninh gặp Tiến Tuấn Hà Nội, chiến thắng cho Hà Nội. Và chúng ta sắp được chứng kiến trận đơn 3.